Xin chào thầy và các bạn, em tên là Nguyễn Trà My, đến từ lớp IFK46. Hôm nay em xin đại diện cho nhóm trình bày về sự khác biệt giữa toilet và lavatory. Khi nhắc đến các từ như bedroom, toilet, restroom, lavatory, chúng ta sẽ đều nghĩ ngay đến là nhà vệ sinh. Vậy thì sự khác nhau giữa những từ ngữ này là như thế nào? Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Đầu tiên, bedroom được tạm dịch là phòng tắm, và căn phòng này được trang bị bồn rửa tay, vòi sen hoặc bồn tắm, và có thể có hoặc không có bể vệ sinh. Ở một số nơi, người ta lắp đặt riêng bể vệ sinh vì nó được cho rằng bẩn hơn so với bedroom. Từ toilet, ban đầu được sử dụng để chỉ các đồ đạc lắp đặt trong một căn phòng nhỏ để loại bỏ chất thải của con người trong nhà, văn phòng hoặc nơi công cộng. Toilet có thể được lắp đặt bồn rửa tay, bể vệ sinh hay vòi sen. Nhưng theo thời gian, từ toilet được dùng nhiều hơn để chỉ địa điểm hoặc căn phòng nơi các phụ kiện này được lắp đặt. Kế đến là restroom. Rest là nghỉ ngơi, room là căn phòng, nhưng nó lại được thường hiểu theo nghĩa là nhà vệ sinh. Việc này bắt nguồn từ việc những người lao động ở Mỹ cuối thế kỷ 19 với điều kiện làm việc hà khắc và không được nghỉ ngơi, chỗ để họ có thể thư giãn một cách riêng tư nhất là nhà vệ sinh. Và restroom là nhà vệ sinh được tích hợp nhiều bồn vệ sinh với quy mô lớn, có thể là một nhà vệ sinh công cộng, một nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại. Cuối cùng là lavatory. Đây là từ ngữ được bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là tôi rửa, hay là để chỉ một căn phòng với chức năng rửa chung. Dần sau này nó được dùng thay thế cho từ toilet, vì từ toilet được cho là không phù hợp và bất lịch sự. Ngày nay, từ lavatory được sử dụng phổ biến hơn và cũng được dùng tại một số hãng hàng không trên thế giới. Tóm lại, bedroom, toilet, restroom hay lavatory đều có sự khác biệt riêng của chúng. Vì vậy, qua video này, mình mong sẽ giúp các bạn hiểu thêm về các từ ngữ này và sử dụng chúng một cách thật phù hợp hơn nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.